Rồi, mình cũng mến chào mọi người nha. Mấy bữa nay mình bận việc quá, mình không có ở không, mình ra clip điều điều cho mọi người xem. Đây, sáng nay mình cũng đi cái con kinh quen thuộc nè mọi người. Con kinh này thì ông gai mình cũng đi có mấy lần, mà lần nào cũng có lơi gai. Không có nhiều bằng cái đồng ta chụp quá mọi người, chụp rồi cá nó xuống sông nhiều quá. Trên ruộng cũng có đang để côn nữa kìa. Cái khúc trên đó đã lá nhiều lắm, khúc này ít lá nè, lá cực kỳ nhiều luôn, mà lục bình cũng nhiều nữa. Rồi, ngày mới mình không quên chúc mọi người một ngày mới vui tươi và tràn đầy niềm vui. Mọi công việc đều luôn luôn thuận lợi nha. Để mình dựng lên rồi mình quay cho mọi người xem nha. Sạc bơ bơ không? Wow, cái gồm. Wow, trời cái gồm. Wow, cái lóc. Lá này cá nhiều lắm. Nước đục này nhẹ điện lắm. Cá nằm trong mé nó hơi xa. Nhấp cho nó ra. Wow, cái gô. Cái con chậm chậm như cá chê ấy mọi người. Nó nhẹ điện quá. Wow, cái gô. Lá cái gô nhiều. Wow. Ủa cái vô.
Bữa nay cá lên đảo nè mọi người, lên được. Bữa trước đây lục bình quá trời, bữa nay không có lục bình, lục bình đó. Ôi, đúng rồi. Ôi luôn à, gì ngắm luôn à. Ôi trời nó sâu. Ôi trời sâu. Đây nó vô tới trong đây. Nhà ở đây nè. Bỏ nó lên nè. Chợ cải tiêu ê lên dính luôn. Ủa cái gì, ủa này cái lóc mà cái gồm lá này là bự bự. Wow, hai con luôn.
Nó rủ xong bự bự không? Wow, cái gù. Cà phê lạng lạng. Có lóc, ui xe luôn. Về đây mọi người. Lóc ra tiêu rồi. Cái con chầm chầm á, tim nó làm cái chê mà. Nhấp lâu lâu đó lên. Wow, cái lóc. Wow, cái gù. Cái gù. Cái lóc trong khẽ này. Đây. Đi về 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 mọi người. Đủ ăn rồi. Lá này cay lắm. Gỗ nhào nữa. Con cá lều kiến. Có gì vậy? Ồ, cái gồ mọi người. Gồ bự bự không? Rồi, mới về tới nhà mọi người. Bình này chắc đi có mấy cử mới hết đó mọi người. Bình này tới 200 ba lận. 200. Cái này nó lợn vụt qua chứ. Đây, buổi sáng làm được mớ nè mọi người.
nó vừa cái bao này. Cái vồ này tính về thả mà. Còn con bao này nữa. Ôi, nãy nước lội nó nước. Đây con đây con. Phóng chờ nước nó phóng. Qua cho phóng coi. Được 3 cái lóc mọi người. 2 bán cá dê với mới cái gỗ bự không. Quá dễ phóng rồi. Trời ơi, đẩy lên mới được. Quá trời nó phóng rồi. Dần đây đâu quá chứ. Rồi, video mình cũng xin kết thúc mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo của mình nha. Đây, mọi người làm cái này cho an toàn mọi người. Rồi, mình cũng bye bye mọi người nha. Bắt cá lên này.